Chị nào mà bị nám lâu năm mà mấy chị nhiều spa nhiều mỹ phẩm mà không hết á, à mấy chị tin em, mấy chị mua một hũ của gái núi này về và một hộp kem của gái núi nha mấy chị nha. À, bảo đảm mấy chị xài một liệu trình hết khoảng 70-80%. À, một hộp cô gái núi này mấy chị xài khoảng từ một tháng trở lên nha mấy chị yêu nha, khoảng từ một tháng trở lên. À, cái này xài cực kỳ hay nha mấy chị nha. Hồi đó em nám cực kỳ nhiều luôn á, em nám hết hai cái gò má em lên cái trán luôn, em nám nhiều lắm. Cho nên là mấy chị cứ tin em nha, cái này nhiều người xài hiệu quả lắm nha mấy chị nha. Bởi vì phước chủ mai thầy mấy chị ơi, nhiều khi mình xài nhiều mỹ phẩm đắt tiền mà nó không hết, nhưng mà mình xài cái này nó hết nha mấy chị. Xài cái này hết á mấy chị nha, mấy chị cứ tin em đi.